Yang eteta yo kamapa te viso thaye parathaye makang isipa veritam vachanurakhi manasang manasasang vutom kayena cha Eteta yo kamma pathe viso Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. À. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng và sư xin nhường mic cho room ạ. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Toàn Nhẫn đã hướng dẫn cho chúng con ôn bài. Dạ, hôm nay cũng nhân cả bài trước nha. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Chính Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 281. Qua cha nú rác khi má ná xa xú sang vú tô ca dê ná chá á cú xa lòng ná cá dí ra ê tê tá dồ cá căm má phá thề quý sô thá dê a ra thá dê mắt gần ý xíp bá quê dí tăng qua cha nú ráp khi má ná xa nú xâm bú tô ca dê ná chá á cú lá sằng ná cá dí ra ê tê tá dồ má phá thề quý sô thá dê a ra thá dê mắt gần y xíp bá quê đi tăng qua cha nú rá khi má ná xa xú sân vú tô ca dê ná chắc á cú xá lằng ná cá dí ra ê tê tá dô cầm má phá thề quý sô thá dê a ra về mắt găng ý xíp bá về đi tăng. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo phòng hộ, thân chớ làm điều ác, hãy giữ gìn, hãy giữ ba nghiệp thanh tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ gìn lời nói chánh chơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lào, thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cẩm dân đã ôn bài xong, mến màu bàn tay của Xích Rạng Đông. Sa thú cô cẩm dân, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư Pháp Bát Chá Rí cô nữ Thánh A tu nữ con tràng. Kính rõ, sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 281. Qua cha nú rắc khi Mana sa su sang vu to ka ye na cha a ku sa lang na ka ni ra e te pa yu kam ma pa the bi su pa ye a ra pa ye ma
Gamisipawiritam Vajanurakhimanasa susang bhuto Kaye naja akusalam Nakayira ete tayo kam Mapathe viso thaye Ara thaye Mắt gami sip ba quỳ đi tầng qua già nú rắc khi má na xà su sằng vũ tổ ca về na cha a cu sa lằng na ký ta ca di ra e tề ta vô cầm má ba thề ví sô tha về a ra tha về mắt gami sip ba quỳ đi tầng lời nói được thận trọng tâm tư khéo hộ phòng thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tinh, chứng đạo thánh nhân giải. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hòa cha nú rắc khi má ná xà xú sàng vũ tù, ca dê ná cha á cú xá lằng, ná ca dí ra, ê tê tá dù cầm má bá thề bí sù thá dê. A ra tha về mắt gami xếp bao quề đi tầng giữ gìn lời nói chánh chơn hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lào thân quen hạnh ác dứt mau ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Em kính mời chị Sơn Mai. Dạ, kính cảm ơn chị Rạng Đông. Con Sương Mai. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính lễ Thượng tọa Minh Hạnh, con kính lễ chư quý tôn đức, kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ và xin mời kính chào quý vị cộng sự. Và con xin đọc pháp cú 281. Qua cha nú rắc khi má ná sa su sang u tô ca về ná cha cú sa lăng ná a ra về cha nú đi má lăng bát cầm má bát tề quý sô thác mắt gần ý xíp ba quê đi tăng qua chá nà cả ý gia ê tê ta vô cảm tha dê à ra tha dê mặc gắn y ship ba quê đi tê đăng tâm và chả ma nút ra khế ma na sa su sang u tô ca dê na wa cha a cu sa lăng na ca ri ya e tê ta vô cầm ba pa thế quý số tha dê à ra tha dê mắt gan y ti pa quê đi tăng và cha nu rắc thì ma na sa su sang u tô ca ye na cha a cu sa lăng na ca di ra e tê ta vô cầm ba pa thế quý số tha ye a ra tha ye mắt gan y si pa quê đi tăng lời nói được thận trọng tâm tư khéo hộ phòng thân chớ làm điều ác hãy giữ ba nghiệp tịnh chứng đạo thánh nhân dạy. Bản hòa thượng bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Giữ gìn lời nói chánh chơn hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lào thân quen hành ác dứt mau ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Và kính mời Ái Minh, kính mời huynh Quách Thanh Á nha. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Xuân Mai. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính đảnh lễ ông Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ông Đức Giáo Pháp,
Kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Mẫn, cô tu nữ Thammachari, cô tu nữ Khánh An, cô tu nữ Tuệ Duyên. Thái Minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Tràng Đông, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 281. Vaca nurakhi manasa kaye na cha kusalang na kajira ete tayo kamma bathe viso thaye ara thaye makgang isipawe di tang. Vaca Naki manasa susang vuto kaye na cha kusalang na kajira ete tayo kamma bathe viso thaye ara thaye mangang isip bawe di tang. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vaca nurakhi manasa susanguto kaye na cha akusala akusalang nakajira. Vaca nurakhi manasa susanguto kaye na cha akusalang nakajira ê tê ta vô cầm ma ba thề vi sô tha dê a ra tha dê mắt gần y xíp ba quê đi tăng. Và cha nu ra khi ma na sa su sang vu tô ca dê na cha cu sa lăng na ca di ra ê tê ta vô cầm ma ba thề vi sô tha dê a ra tha dê mắt gần y xíp ba quê đi tăng. Giữ gìn lời chánh chơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lầu, thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đậu màu chứng chi. Của thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời huynh trưởng nghi, huynh trưởng chưa trả bài. Dạ, kính nhân nít đến đạo tràng. Sa tu lành thầy Xích Đại Minh. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể trình pháp cú số 281. Cảm ơn Xích Đại Minh, Xích Nhật Huỳnh, cô tu nữ Tuệ Duyên cho biết nghe rõ. Vaca nurakhi manasa susanguto kaye na cha akusalang nakajira ete tayo kamma pathe viso thaye arathaye magang isi paveditang. Vaca nurakhi manasa susanguto kaye na cha akusalang nakajira ete tayo kamma pathe viso thaye arathaye magang isi paveditang. Vaca nurakhi manasa susanguto kaye na cha akusalang nakajira ete tayo kamma pathe viso thaye arathaye magang isipaveditang. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Giữ gìn lời nói chánh trơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lầu, thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng chi. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thầy.
Lúc nãy thấy cô Tuệ Duyên giơ tay. À, kính thưa mời cô Tuệ Duyên. Sa tu lần này cảm ơn Bát Thanh Á. Dạ, các bạn đã biết, nghe rõ. Dạ, tại vì cái đường nét của tự nhiên nó hơi yếu cho nên lúc tự nhiên nghe không được. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ, okay. Dạ, bây giờ xin anh pháp cú số. Dạ, cảm ơn Bát Thanh Á. Câu kinh pháp cú số 280. Qua cha nú rắc khi mắt nát số sầm đồ ca về nát chát ác cú sá lăng nát ca dí ra ê tê tá bát thơ bí sô thay dê a ra thay dê mắt gầm ít bác về đi anu ra ô ra a yo a tu a ye a ra tha tăng a si a về đi tăng cha ra ma su ca ye na cha aku sa lang na ca yi ra e te ta gam ma pa te vì số thay mặt nói được thận trọng tâm thân nghiệp tính đạo thánh hòa thượng Thích Minh Châu giữ chánh chức hộ phòng tâm hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lào thân quen hành ác dứt mau ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Và khổ đau này của hòa thượng Giới Đức hết nghe. Dạ thì hiện xin xuống mít. Dạ sa thủ cảm ơn cô Tiên. Dạ, cảm ơn sư Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy, lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài pháp của kinh số 281. Cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á đã cho bài học. Kính chào sư Từ Mẫn. Dạ, Từ Mẫn ơi, Từ Mẫn có cầm mít được không, có ôn bài không? Nếu Từ Mẫn có ôn bài cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mít à. Dạ, mời Từ Mẫn nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con Từ Mẫn. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, dạ xin cảm ơn quý sister. Dạ, quý sister quan hỷ bớt bài dùm. Dạ, dạ, dạ cảm ơn Quynh Quách Tha Ná. Từ Mẫn không nhìn thấy quý sư, nhưng dạ con kính đảnh lễ quý sư trong đạo tràng.
con xin đọc bài 281. Vajja nukrakhi manasa susam vuto kaye nacha aruku salam naka yira ete tayo kamma mathe viso thaye ara thaye makgan isipa huwe di tang. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tình, chứng đạo thánh nhân dạy và thượng thích Minh Châu. 281. Giữ gìn lời nói chánh chơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lạo, thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh, đạo màu chính tri, hòa thượng giới đức. Hòa chả nút rắc kì mà na sa su sâm vũ tô ca dê na cha a cu sa lâm na ca di ra ê tê ta yô cầm ma ba thê vi sô tha dê a ra tha dê mắc găng y xịp ba quê đi tăng. Hòa chả nút rắc khi mà nã xa su xăm vũ tô ca dê na cha a cu sa lâm na ca di ra ê tê ta vô cầm ma ba thê vi sô tha dê a ra tha dê mắc găng y xin ba quê đi tăng. Hòa cha nục răng khi mà na xa su xăm vô tô ca dê na cha a cu sa lâm na ca di ra ê tê ta vô cầm ma pa thê vi sô tha dê a ra tha dê mắc gân y xịp ba huệ đi tăng. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tình, chứng đạo thánh nhân dạy, hòa thượng Thích Minh Châu. 281. Dạ, sa thú tân xích tư mẫn. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn xích quan vị Quỳnh Quá Tha Ná xích đạt đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng có quân số 281. Nhật Quỳnh kính cảm ơn xích tư mẫn Quỳnh Quá Tha Ná cô ấy minh xích sương mai xích rằng đông cảm vân đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì
đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp cú kinh số 282. Và cảm ơn huynh Vát Thanh Á. Nhục Bình kính mời đạo tràng cùng với Nhục Bình lắng tâm thanh tịnh cúng thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức tuệ nhẫn, đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ con xin sám hối. Kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, a được đem hương vị phù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trắng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, tâm mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàng tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hà Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 282. Dạ sa thú lành thai, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân xin Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị nghe hơi nhỏ. Nghe hơi nhỏ thì chỉnh cho nó to lên. Rồi, chắc được rồi. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 282. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ pháp cú số 282 gồm có 6 đoạn. Đoạn thứ nhất: Yoga Ve Cha Yati Phuri. Yoga Ve Cha Yati Phuri. Đoạn thứ hai: A Yoga Phuri Sankhayo. Yoga Phuri Sankhayo. Đoạn thứ ba: E tăng đuê tha bát thăng nhã tòa. E tăng đuê tha bát thăng nhã tòa. Đoạn thứ tư: Phá hoài giáp Phát hoài giáo quý phát hoài giá chát. Đoạn thứ năm: Ta thách ta năng ni quê xây giá.
Thất ta năng ni quê xây giá. Và đoạn thứ sáu, đoạn cuối cùng. Gia tha phù ri pa quát thất tí. Gia tha phù ri pa quát thất tí. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn 1 chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên yoga. Đây là một cái từ khó dịch đấy, xin thưa quý vị. Từ yoga này ngài Hòa Thượng ngài dịch đó là tu thiền. Dạ, thành ra chúng ta cũng cứ dịch là tu thiền. Rồi lát nữa khi mà giải thích ý nghĩa của câu kệ, chúng tôi sẽ giải thích dựa theo chú giải. Từ thứ hai quê, đây là một cái khẳng định từ. Thật vậy, đúng vậy. Từ thứ ba cha giá ti, cha giá ti là sanh lên, sanh ra, sanh khởi. Từ thứ tư phù rí, phù rí ngài Hòa Thượng ngài cũng dịch là trí tuệ. Trí tuệ mà thường đó thì chúng ta thấy trí tuệ đó thì được dịch từ chữ panh nha này hoặc là nha ná, mà hôm nay chúng ta lại học được thêm một từ là phù rí. Chúng ta sẽ lấy nghĩa từ vựng hết cả 6 đoạn rồi chúng tôi xin được dịch văn xuôi sau. Đoạn thứ hai của câu kệ gồm có 2 từ. Từ đầu tiên a yoga, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra a cộng với lại yoga. A là phủ định từ có nghĩa là không, yoga chúng ta đã lấy nghĩa ở trên tu thiền, vậy thì là a yoga là không có tu thiền. Từ thứ hai purisankhayo, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra phu ri cộng với là sang khai vô. Phu ri chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Sang khai vô, sang khai giá là khô cạn, là hết, là tận. Là tận. Ở đây ngài Hòa Thượng ngài dịch chữ phu rít sang khái vô đó là trí tuệ diệt. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba này chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên e tăng, đây là một quan hệ đại từ, nhưng mà trong trường hợp này nó làm tính từ cho từ đuê tha pa thăng. Thành ra chữ e tăng này mình dịch là này. Đuê tha pa thăng. Nếu mà chúng ta phải tách ra là đuê tha là hai, pa thăng là nẻo hay là đường. Đuê tha bát thăng là con đường hai nẻo hay là con đường hai nhánh. Từ nhã toa, đây là một quá khứ bất phân từ của động từ, của cái căn nha của động từ nhã tí. Thành ra mình dịch đó là nhã toa, mình dịch đó là sau khi hiểu hay là sau khi biết. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên pháp hoa giá là pháp hoa mà chia theo cấp thứ
tư hoặc là thứ sáu, thứ tư hoặc thứ sáu nó có hình thức là a giá. À, thì trong trường hợp này chúng ta lấy theo cái các thứ tư. Yeah. Pháp quá mình dịch là hữu hay là hiện hữu. À, từ thứ hai quý pháp hòa giá. Thì từ này thêm một cái tiếp vị ngữ quý. Yeah. Chữ quý ở đây đó có nghĩa phủ định, là phi hay là không. Pháp hoa là hữu thì quý pháp hoa đó là phi hữu. Rồi từ cuối cùng giá, đây là một cái liên từ có nghĩa là và, hữu và phi hữu. À, đối với hữu và đối với phi hữu. À, chúng ta bước sang đoạn thứ năm. Đoạn thứ năm chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên ta thách tha năng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, ta tha cộng với là ta năng. À, thì ta tha đây là một cái trạng từ có nghĩa là, trạng từ này có nghĩa là ta tha ga tô đó xin quý vị lấy lai. À, thành ra chữ ta tha đây, ta tha có nghĩa là như vậy hay là trong cái cách đó. Rồi atta năng, chữ atta này đó dịch rất là nhiều nghĩa xin thưa quý vị. Trong trường hợp này đó, trong trường hợp này chữ atta đây đó chỉ cho cái tâm, chỉ cho cái tâm. Rồi từ cuối cùng ni quê si á. Yeah, ni quê si á là ni quê si tí mà chia theo khả năng cách, thành ra nó có cái hình thức là a giá. À, thì ni quê si tí đó là động từ thụ động, còn mà ni quê si tí là năng động. À, có nghĩa là đặt để vững chắc, củng cố, gây dựng. Ngài Hòa Thượng ngày dịch đó là hãy tự mình nỗ lực. À, thì từ cái chỗ mà có nghĩa là đặt để vững chắc, củng cố, gây dựng, rồi theo cái mạch văn, rồi theo duyên sự của cái câu kệ này đó, thì từ này mình cũng có thể dịch nữa đó là trao dồi hay là rèn luyện. À, trao dồi cái tâm của mình, rèn luyện cái tâm của mình. À, chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn thứ sáu này chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên giác tha, đây cũng là một cái trạng từ nghĩa tương đương với lại giác tha ở trên. À, thì cái trạng từ này đó có nghĩa là giống như hay là đúng như vậy. Phu rí chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, trí tuệ. Báo quát thát tí, đây là một cái động từ. Báo quát thát tí có nghĩa là tăng trưởng, phát triển, làm cho lớn mạnh. Rồi vậy là chúng ta lấy xong phần từ vựng. Bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi. Quê thật vậy hay là đúng vậy? Phu rí trí tuệ cha gia ti sanh lên yoga từ việc tu thiền. Phu rí sanh khai vô trí tuệ tận hay là trí tuệ diệt? À, yoga từ việc không có tu thiền.
nhã toa sau khi biết đê tha bát thăng ê tăng đê tha bát thăng là sau khi biết được hai lối này, hai cách này. Phật hòa giá quý Phật hòa giá và chá và Phật hòa giá quý Phật hòa giá đối với hữu và phi hữu. Tát tha là theo cách đó hay là trong cách đó. Ni quê xây giá nên rèn luyện hay là trao dồi át ta năng cái tâm. Giá tha như vậy tu rí trí tuệ phát quát thắc tí sẽ tăng trưởng. Rồi đó là việc dịch văn xuôi. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 282. Kính tri ân Sĩ Đại Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 282. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavan taṃ avivādemi. Svakkhato phakkhavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno phakkhavato savaka sangho sanghaṃ namāmi. Namatthu rattanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 282. Câu kệ này nằm trong phẩm Mát Gá Quát Gá, phẩm đạo được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tâu Quá Ná, đề cập đến vị tỷ kheo tên là Pô Thí Lá. Vị tỷ kheo Pô Thí Lá này là một vị Tam Tạng Pháp Sư. Và ở trong chú giải nói rằng vị này đã từng là Tam Tạng Pháp Sư cả bảy đời, bảy đời vị Phật. Và vị này có một cái hội chúng, số đệ tử rất là đông đảo. Vị này thường xuyên thuyết pháp cho một nhóm đệ tử của mình đó, khoảng 500 vị tỷ kheo. Một vị Tam Tạng Pháp Sư đó, xin thưa quý vị. Tức có nghĩa đó là vị này có được một cái đặc tính, đó là đa văn. Đa văn. Thì một lần nọ Đức Thế Tôn ngài nghĩ, vị tỳ kheo này đó là một Tam Tạng Pháp Sư, một vị đa văn vậy đó. Nhưng mà cái tâm đó thì không có hướng đến sự giải thoát khỏi các cái khổ đau.
Cho nên đó là Như Lai sẽ làm cho cái vị này khởi lên sự kinh cảm mới được. Khi nghĩ vậy, cái từ đó về sau, mỗi khi mà vị tỳ kheo Bồ Thí Lá này đến hầu Đức Phật đó, thì bây giờ Ngài gọi cái vị tỳ kheo này đó là Bồ Thí Lá rỗng khóc. Như vị này đến đảnh lễ Ngài đó, thì Ngài nói đến đây này Bồ Thí Lá rỗng không, hãy ngồi xuống đây này Bồ Thí Lá rỗng không. Khi mà Đức Phật nói chuyện với vị này, hoặc là sai bảo làm cái gì 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 đó đó, vị tỳ kheo này, Đức Phật đều dùng cái danh từ là Bồ Thí Lá rỗng không để mà gọi cái vị này. Lúc đó đó tỳ kheo Bồ Thí Lá mới suy nghĩ, ta đường đường đó thông suốt tam tạng, luôn cả chú giải, hơn thế nữa đó, ta còn là giảng sư giảng dạy Phật pháp cho 500 đệ tử, 500 tỳ kheo, và đứng đầu 18 đoàn tăng lữ. Ấy thế mà Đức Bổn Sư cứ gọi ta là Bồ Thí Lá rỗng không. Có lẽ đó là ta chưa có xúc tiến pháp hành tham thiền nhập định để nếm được cái hương vị pháp, cho nên đó Ngài mới gọi ta như thế. Thì nghĩ sao làm vậy? Bắt đầu đó là vị tỳ kheo Bồ Thí Lá này đó mới sắp xếp thời gian công việc để đi theo pháp hành, với ước muốn đó là nếm được hương vị pháp, để có thể đó là sau này không có bị Đức Thế Tôn gọi mình cái tên là Bồ Thí Lá rỗng không nữa. Thì từ Bồ Thí Lá rỗng không ở đây đó, bà con chư Phật tử chúng ta hiểu à, rỗng không ở đây có nghĩa rằng là tỳ kheo Bồ Thí Lá này chưa được nếm hương vị của pháp, cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới gọi là rỗng không, tức là chỉ có cái vỏ thôi mà không có ruột. Chứ kỳ thực ra đó thì xin thưa quý vị, tỳ kheo Bồ Thí Lá này là một vị lầu thông tam tạng, mà gọi là tam tạng pháp sư chứ đâu có phải đơn giản đâu. Chẳng những vậy đó mà đã 7 đời chư Phật, vị này cũng là vị lầu thông tam tạng pháp sư. Thành ra đó là cái chữ rỗng không ở đây đó, có thể nói đó chỉ có mình Đức Phật kêu gọi được thôi. Chứ còn mà người khác đó, thì không có được cái quyền hay cái khả năng đâu. Bởi sao à? Một tạng thôi mình đã chưa có lầu thông nữa nữa. Mình không có lầu thông vậy làm sao mình đủ tư cách, đủ khả năng để gọi một cái vị lầu thông tam tạng pháp sư là rỗng không được. Sau khi vị này sắp xếp công việc thời gian vậy đó, bắt đầu đó mới đi đến một cái đi đến một nơi xa đó, để mà hành đạo. Thì trước khi đi đó thì mới gặp thầy A Xà Lê của mình. Thầy A Xà Lê của mình mới chỉ đến cái chỗ đó 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 đó, thì vị này đang mới cất công đi một cái đoạn đường đó là xa là 120 do tuần. Vị này đến một cái thiền thất ở trong rừng đó, thì ở nơi đó đó có 30 vị tỳ kheo trú ngụ, và cả 30 vị tỳ kheo này đó đều là thánh A-la-hán. Thì tỳ kheo ở đây đó mình hiểu đó là tỳ kheo ý nghĩa A-la-hán, được gọi là tỳ kheo bởi rằng đó ở trong 30 vị này nè có một vị Sa-di mới có 7 tuổi thôi.
À, thì tỳ kheo Bồ Thí La này đến lần lượt đảnh lễ 30 vị tỳ kheo đó, từ lớn xuống tới nhỏ. À, khi mà đến đảnh lễ vị lớn nhất bắt đầu mới xin đó là xin ngài từ bi tế độ cho con, thì vị lớn nhất đó bắt đầu mới từ chối đẩy xuống cho vị kế tiếp, để riết cuối cùng đó, đến vị nhỏ nhất là vị Sa Di 7 tuổi. Vị Sa Di 7 tuổi này chấp nhận làm thầy tế độ cho vị tỳ kheo Bồ Thí La, tức là vị tỳ kheo Tam Tạng Pháp Sư này. À, thì cái vị Sa Di này đó mới ban đầu đó là cũng từ chối xin thú vị, vì rằng mình là Sa Di mà mới có 7 tuổi thôi, còn tỳ kheo Bồ Thí La là tỳ kheo hình thức, tỳ kheo theo kiểu tuyên ngôn tăng sự bốn bận, rồi là lớn tuổi nữa nè, rồi là lầu thông Tam Tạng Pháp Sư nữa nè. Đó thì thành ra đó là mới từ chối. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này đó xin ra là xin bậc thiện trí từ bi tế độ cho tôi. Thì cả hai bên khách sáo qua khách sáo lại, nhưng mà rồi đó vị Sa Di đó cũng chấp nhận tế độ. Để bắt đầu đó, vị Sa Di này mới chỉ một cái ao nước gần ở đó đó và nói với tỳ kheo Bồ Thí La, nói bạch ngài, xin ngài hãy để nguyên cả cái bộ y vậy đó, bộ y tức là có luôn cả cái tam y, rồi lội xuống dưới cái ao này đi. Mặc dù đó cái vị Sa Di này vẫn biết tỳ kheo Bồ Thí La đó là đang mặc ni là rất là nặng nề vậy đó, nhưng mà ngài vẫn kêu cái vị tỳ kheo này làm như vậy để xem coi cái tâm nhẫn nại thuần phục của cái vị tỳ kheo này như thế nào. Thì vị Sa Di mới vừa dứt lời đó thì là vị tỳ kheo Bồ Thí La đã đi xuống ao ngay, tức có nghĩa đó là vị tỳ kheo này đã cam tâm tình nguyện chấp nhận đón nhận sự dạy bảo của vị Sa Di 7 tuổi này. Có nghĩa đó là đến lúc này vị tỳ kheo Bồ Thí La đó đã hạ cái ngã của mình xuống và đã trở thành một người tâm cầu đạo giải thoát thật sự. Cho nên mới làm theo tất cả những cái gì đó mà vị thầy của mình dạy. Thì khi mà vị tỳ kheo Bồ Thí La đi xuống vậy đó, cái viền y nó mới vừa ướt thôi, thì vị Sa Di đó mới gọi, mới nói bạch ngài, thôi ngài hãy đi lên đi, ngài lên đây đi. Thì vị tỳ kheo xin lỗi, vị Sa Di mới vừa dứt lời cái đó thì vị tỳ kheo Bồ Thí La đó đi lên đi. Mình hiểu là vị Sa Di nói cái gì tỳ kheo kia đó là đi đông thì vị kia đi đông liền, mà nói đi tây là vị tỳ kheo kia đi tây liền, nói đi tới là vị tỳ kheo kia đi tới, nói đi đuôi là vị tỳ kheo kia đi đuôi liền. Răm rắp làm theo lời dạy bảo của người thầy. Sau khi mà vị tỳ kheo kia đi lên cái đó, bây giờ vị Sa Di mới nói bạch ngài, giờ mới dạy thiệt này, xin thưa quý vị, bắt đầu giờ mới dạy thiệt, tức là dạy pháp môn tu hành, dạy cái phương pháp để vị tỳ kheo này đó thẩm thấu được chánh pháp, nếm được hương vị chánh pháp. Cái vị Sa Di này mới nói bạch ngài, ví như trong một cái gò mối đó nó có 6 lỗ ngách, và một con kỳ đà theo một cái lỗ ngách nào đó mà chui vào trong cái mối, người ta muốn bắt được cái con kỳ đà đó thì phải bích cả 5 cửa ngách, chừa lại chỉ có một cửa thôi, và bắt cái con kỳ đà tại cái lỗ ngách mà nó đã chui qua. Đối với lục căn môn cũng vậy, ngài cũng phải làm như thế.
Ngài hãy đóng chặt hết trăm căn môn và định tâm vào căn môn thứ sáu, tức là ý căn môn. À, thì xin thưa quý vị, đây là một cái vị Tam Tạng Pháp Sư mà. À, thì thành ra đó là có đôi khi do lợi đắc danh vọng cung kính cái người ta quên bản pháp, người ta quên lý thuyết. Nhưng mà rồi giờ cái ngã nó giảm xuống, rồi tạm thời người ta quên đi lợi đắc danh vọng cung kính đó, đó thì bây giờ những cái lý thuyết, những cái mà người ta học được nó ùa về, chỉ cần có một ai đó gọi thôi, gọi chỉ điểm, hay là lập tức những cái gì đó mà mình học được nè, mình nhớ được, nó tuôn trào về liền. À, thành ra là mấy lời của cái gì Sa Di vừa dứt cái đó là tâm tư của tỳ kheo Bồ Thi La Đa Văn đó vụt bừng sáng lên liền. À, như là cái đèn cầy mà mới vừa được thắp lên vậy. À, thành ra đó là vị tỳ kheo Bồ Thi La này mới nói là bậc trí giả, bấy nhiêu đây cũng đủ rồi. Bấy nhiêu đây cũng đủ rồi. Chúng ta nhớ giống như là tỳ kheo thanh niên Upatissa đó, khi mà gặp ngài A Chí đó, thì ngài A Sa Chí chỉ có nói một câu thôi đó. Đó thì sau đó, đó là thanh niên Upatissa nói, cũng nói y chang vậy, là bấy nhiêu đó là đủ rồi, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Giờ cho con biết đó là gì, bậc đạo sư đang ở đâu. Đó, bậc trí, cái trí tuệ của họ sáng khiếp vậy đó xin thưa quý vị. À, thì sau khi nói vậy xong thì bắt đầu là cái vị tỳ kheo Bồ Thí La này nè, mới hướng tâm của mình đến Sa Môn Pháp, tức là an trú cái tâm của mình vào ở trong chánh pháp. Thì lúc bấy giờ Đức Bổn Sư ngài đang ngồi ở trong hương thức nơi chùa Chê Tâu Na, cách đó 120 giao tuần. Ngài theo dõi cái tâm của cái vị tỳ kheo này và tự nghĩ, tỳ kheo này phải tự mình hành đạo như thế để trở nên bậc trí tuệ quảng bá. Nghĩ xong rồi đó, ngài mới trợ duyên bằng cách là gì? Phóng đạo hào quang giống như ngài đang ngồi trước mặt của cái vị tỳ kheo này và ngâm lên câu kệ: Yoga we cha yati phuri a yoga phuri sang khai yo e tăng we tha pa thăng nhát toa phật hoài ya quý phật hoài ya cha tha ta năng quý về xây giá giá thà phù riêng bá quách thách tiết. Và sau khi dứt cái câu kệ này đó thì vị tỳ kheo Bồ Thí La đã trở thành vị A-la-hán, và trở thành vị A-la-hán đó xin thưa quý vị. À, đồng thời câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, hướng đến lợi và hại, hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. À, để coi coi cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu quý vị đưa lên ở trên room thì nó có khác với cái bản dịch của ngài Hòa Thượng được in ở trong cuốn chú giải Pháp Cú Kinh của ngài Pháp Minh hay không. Quý vị đưa lên là: tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu. Yeah, vậy là nó khác rồi. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Yeah, vậy là nó cũng hơi khác đó xin thưa quý vị. À, rồi có cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Ngài Hòa Thượng Giới Đức dịch: tu thiền trí tuệ phát sanh, không thiền thì tuệ mong manh phục tàn. Hữu và phi hữu hai đàn, suốt thông nỗ lực dàng tuệ tăng. Và đồng thời chúng tôi cũng đã có chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi.
Cho nên qua 3-4 bản dịch này, đây là 3-4 cái phần tham khảo để toàn thể chúng ta có thể thẩm thấu, hiểu sâu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. Bây giờ chúng tôi mới xin dùng cái sự hiểu biết của mình qua giáo lý để mổ xẻ ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ Pali. Hầu mong những ai mà có đồng cái tư tưởng, đồng sự hiểu biết giống như chúng tôi thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu được câu kệ này, hiểu được theo chiều rộng, hiểu được theo chiều sâu. Từ đó đó mà mình ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của mình thì không chấm không sớm thì chày, mình cũng sẽ thẩm thấu được pháp, nếm được hương vị pháp giống như vị tỳ kheo Thi La vậy. Cái câu kệ này Đức Phật Ngài dạy cái gì, xin thưa quý vị? Đoạn 1, đoạn 2 Ngài dạy Yoga Ve Cha Yati Phuri Phuri Yoga Phuri Sankhayo. Yoga, Ngài Minh Châu Ngài dịch đó là tu thiền. Tu thiền, trí tuệ sanh, bỏ thiền, trí tuệ diệt. Chữ Yoga ở đây đó Ngài dịch là tu thiền. Vậy thì mình hiểu tu thiền là gì? Như thế nào được gọi là tu thiền? Nếu mà mình phải dịch ngược lại từ cái từ tiếng Hán tu thiền này hay là tiếng Việt tu thiền này sang tiếng Bali đó thì xin thưa quý vị có rất là nhiều từ. Trong tu tiếng là cũng có tu thiền nữa. Rồi tu thiền chỉ đó thì cũng là tu thiền nè. Tu thiền quán đó thì cũng là tu thiền nè. Rồi là tu hành đầu đà này thì cũng được gọi là tu thiền. Thành ra nếu mà mình dịch là tu thiền đó thì là mình phải giải thích cái từ tu thiền này nữa. Vậy thì cái từ yoga này nè, ở trong chú giải đó người ta giải thích như thế nào? Xin lỗi, hồi nãy chúng tôi nói dịch từ tu thiền sang tiếng Bali đó thì có rất là nhiều nghĩa, rất là nhiều từ ha. Thí dụ như mình có thể dịch tiểu tu thiền đó quay ngược lại Bali đó là Phawana nè, hoặc là Chana nè, hoặc là Apo nè, Tapati đó. Nó có rất là nhiều từ Bali. Thì thành ra đó là chúng ta phải hiểu nguyên ngữ đó, tức là hiểu từ Bali. Vậy thì cái từ Bali Yoga ở đây đó trong chú giải người ta giải thích như thế nào? Trong chú giải giải thích cái chữ yoga này đó là Aramane su yoniso manasikara. Chúng tôi đọc cái phần Bali này cho bà con chư Phật tử chúng ta nghe đó cũng nhận ra được rồi. Aramane su là trong cảnh nè, Yoniso là khéo nè, Manasikara là tác ý. Đó, mình dịch theo kiểu tiếng Việt là vậy đó, nhưng mà Bali đó thì khác. Yoniso Manasikara, đây là một cụm từ khéo tác ý nè. Aramanesu là trong cảnh hay là trong đối tượng? Trong cảnh hay trong đối tượng? Khéo tác ý trong cảnh hay trong đối tượng thì được gọi là yoga. Thì cảnh hay đối tượng ở đây nó có rất là nhiều, xin thưa quý vị. Nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta học về Atidam đó, học về cái phần cảnh đó, thì người ta phân ra có tới 20 cảnh, hoặc là nhỏ nhỏ lại là 6 cảnh.
Còn mà đối tượng tu đó, đối tượng để tu thiền định hay là thiền tịnh đó, thì cũng có đến mấy chục đối tượng. Nhưng mà các cái đối tượng các cái đó đó thì gom lại như ở trong duyên sự đó, gợi mở đó. Cái gì sẽ di dạy cho tỳ kheo Bô Thi Lá đó, là sáu căn nữa. Thì khi mà có sáu căn thì tương ứng phải có sáu trần, tức là sáu cả sáu đối tượng. Sáu căn này khi tiếp xúc với sáu trần đó đó, nếu thần này nè bắt đầu là pháp bất thiện hoặc là pháp thiện khởi sanh. Quý vị có từng nghe các cái vị giảng sư hay là pháp sư nè nói rằng nữa, bất kỳ một đối tượng nào cũng có thể làm cho thiện pháp sanh khởi, đúng xin thú vị. Vì tại sao có cái trường hợp đó? Đó là vì do có sự tác ý yoniso manasikara. Bây giờ chúng tôi mới chứng minh nè, ở trong đời sống này nè, không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng được người ta khen, mà có khi bị người ta chê. Rồi không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng được thấy toàn là những điều tốt đẹp, hay là những cái tốt đẹp, hay là những vật, mà chúng xen theo trong đó, theo đó chúng ta cũng thấy những điều trái ý nghịch lòng, thấy những cái không đáng thấy, thấy những cái không muốn thấy, thấy những điều không có như ý, vân vân. Vậy thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ khi mà mình bị người ta chê đó, bị người ta nói xấu nè, bị người ta vu oan giá họa nè, thì lúc đó, đó cái trạng thái tâm gì của mình nó sanh lên, hay là loại tâm nào nó sanh lên? Có phải đó là lúc đó mình cảm thấy đó là bực bội nè, khó chịu nè, bất mãn, bạn xin thú vị, hay là ngay khi đó đó mình cảm thấy là dễ chịu, vui vẻ, khoan khoái, thoải mái? Mà là bực bội, khó chịu, bất bình. Thế tại sao vậy ạ? Vì đó là những cái cảnh xấu, đó là những đối tượng, là những cảnh trái ý nghịch lòng, cho nên khiến cho tam bành lục tặc của mình nó nổi lớn. Thì thông thường mình bị người ta chửi là mình bực bội cái đã nè, mình bất mãn cái đã nè, mình khó chịu cái đã nè. Còn khi mà mình được người ta khen cái đó là mình mừng, mình rơn ở trong lòng đó. Đó là lý do gì xin thú vị? Mình thiếu sự khéo tặc ý. Vậy thì khéo tác ý là gì? Yoniso manasikara. Manasikara là tác ý. Đây là các ngày dịch. Nhưng mà mình hiểu theo cái ý đó là gì? Manasikara là hướng tâm của mình đến đối tượng. Và hướng tâm của mình đến đối tượng. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị ha. Khi mà mình ngắm một bức hình đó, ngắm cái hình mà là chân dung của một người, thì có phải là khi mình nhìn vô một cái đó là mình nhận ra được liền cái bức chân dung ở trong khung hình đó không? Không thể. Mà cái con mắt của mình nó lìa đi khắp hết cái khung hình đó, cái bắt đầu mình mới nhận ra được cái hình ở trong cái khung hình đó, đó là người nam hay là người nữ, rồi là gì, người nam đó là vua hay là người nam đó đó là nghệ sĩ, vân vân. Mình phải lia đi khắc vậy. Thì cứ
một lần con mắt mình mà lia đến một điểm nào thì đó chính là tác ý đó, xin thưa. Tác ý nó hướng cái tâm nhãn thức của mình đến một điểm ở trên cái khung hình. Đến một điểm thì như vậy mình cũng có thể hiểu đó là nó hướng cái tâm của mình đến một khía cạnh của cái đối tượng đó. Vậy thì tác vậy thì khéo là gì? Yoniso. Khéo là ở đây mình hiểu khéo là khôn ngoan. Khôn khéo khôn ngoan để khiến cho khi cái tâm của mình hướng đến cái đối tượng đó, mà nó là nhân là duyên là điều kiện để các cái tâm thiện sau có thể sanh khởi lên được. Chúng tôi ví dụ cụ thể. Khi người ta chửi mình, người ta la mình, người ta mắng mình, người ta nói xấu mình, thì đó chính là cảnh thân xấu. Tất yếu tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện khởi lên bắt cái cảnh đó. Đằng sau cái cảnh đó đó là diễn ra qua tới là tiếp thâu nè, rồi là quan sát nè, rồi đoán định nè, đến động lực. Thì vì người ta chửi mình mà cho nên động lực sanh lên để phản ứng lại. Động lực sanh, động sự lực sân sanh lên để biểu hiện cái sự bất bình, biểu hiện cái sự bất mãn, là biểu hiện cái sự bực bội, cái sự tức tối, là biểu hiện cái sự thù oán. Do thứ sự thù oán như vậy có nghĩa rằng là do gì mình không có khéo tác ý, cho nên gì để cái tâm của mình hướng đến cái khía cạnh xấu đó, thành ra là gì, tâm xấu sanh lên để sự di cạnh. Nhưng nếu như mình có khéo tác ý này ha, thì mình hướng đến cái khía cạnh gì, mình bị người ta chửi, mình bị người ta chê, mình bị người ta nói xấu, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện sanh lên để bắt cái cảnh thân đó. Thì tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, đây là cái quả xấu nè, xin thưa quý vị, quả bất thiện nè. Mà quả bất thiện nó đổ ra do gì? Do mình đã tạo nhân bất thiện, tạo nhân xấu, thành ra bây giờ mình phải chịu cái hậu quả này. Thì nếu hiểu theo cái khía cạnh này nè, nếu để ý theo cái khía cạnh này nè, thì đó chính là Yoniso Manasikara, là khéo tác ý đó. Tức là hướng cái tâm của mình đến cái khía cạnh tốt đẹp, đến cái khía cạnh đúng đắn. Đó, từ đó mình hiểu, mình hiểu, mình nhận định cái sự vật sự việc đó theo khía cạnh nhân quả. Cái bắt đầu đó là mình mới khởi lên cái ước muốn hay là ý suy nghĩ đó, nếu mà sau này mình không muốn bị người ta chê, bị người ta chửi, bị người ta nói xấu nữa đó, thì gì? Một, mình đừng có tiếp tục tạo ác nghiệp. Tức là đừng có nói xấu, đừng có chê, đừng có chửi bới người ta, đừng có đánh giá lung tung, đừng có phán xét một cách vô tội vạ. Thứ hai là gì? Vì mình còn có cái lỗ tai này cho nên tất yếu là gì? Đôi khi được khen nhưng đôi khi cũng bị chê, thành ra đó là gì? Đừng có thích có cái lỗ tai này nữa, đừng có quan tâm tới có cái lỗ tai này nữa, đừng có để ý tới có cái lỗ tai này nữa, đừng có quyến luyến đắm nhiễm tới có cái lỗ tai này nữa. Đó thì đến một lúc nào đó, đời nào kiếp nào đó đó, mình không còn cái lỗ tai nữa. Thì lúc đó đó mình không có còn được người ta khen, mà mình cũng không có còn bị người ta chê. Không còn bị người ta chê. Khéo tác ý là vậy đó, xin thưa quý vị. Thành ra đó là các cái vị giảng sư, các cái vị thiền sư, người ta mới nói với mình đó là bất kỳ mục nào cũng có thể khiến cho thiện pháp nó sanh lên. Do đó ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy đó là do có như lý tác ý hay là kéo tác ý đó đó, khiến cho các lậu hoặc đã sanh, đang sanh bị mất đi, khiến cho các cái thiện pháp đó đang sanh thì được, còn chưa sanh thì được sanh lên.
và trong kinh Tăng Chi đó, pháp một chi đó, Đức Thế Tôn ngài nói đó là không có một pháp nào mà khiến cho thiện pháp chưa sanh đó được sanh khởi giống như là khéo tay, khiến cho thiện pháp đang sanh đó được còn giống như khéo tay, khiến cho thiện pháp đang sanh đó được phát triển giống như khéo tay. Dạ, khéo tác ý. À thì như vậy, do có khéo tác ý đó đó, cho nên đó, có phải là làm cho cái sự hiểu biết đúng đắn của mình đó càng ngày nó càng nhiều hơn không, xin thưa quý vị? Nhiều hơn. À, thành ra đó, bây giờ là vô quê cha gia tì phù rí. Do có khéo tác ý đó cho nên càng ngày đó mình mới khôn hơn, mình mới khôn, mình mới lanh lợi hơn. Càng ngày đó là gì? Cái trí tuệ về nhân quả nghiệp báo đó nó sanh khởi nhiều hơn, trí tuệ về tam tướng đó nó sanh khởi lên nhiều hơn. Nên ngược lại, nếu mà không có khéo tác ý đó thì trí tuệ đó nó bị diệt đi, nó bị mất đi. Người ta chửi mình mà mình chửi lại nè, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình có khôn hơn lên được không? Mình có hiểu chuyện ra được không? Không. À, càng ngày mình càng dại đi đó, càng ngày mình càng đành đi đó. Thì sau khi mà hiểu được hai cái mặt đối lập vậy, lợi và mặt hại như vậy đó, Ê tăng đuê tha bắt thằng nhà tòa, và sau khi hiểu được hai cái hướng, hai khía cạnh như vậy đó, phát hòa giả chá đối với hữu và phi hữu. Đối với hữu đó là còn tồn tại nè, các quận tiếp nối tiếp tục sanh khởi lên, thì các quận tiếp tục tiếp nối sanh khởi lên là do cái gì? Do gì không có khéo tác ý cho nên nghĩ rằng cái gì? Cái miệng này là của mình nè, cho nên mình thích chê, mình chế. Mình thích phán xét, mình phán xét. Mình thích đánh giá, mình đánh giá. Phán xét, đánh giá, chê bai, nói năng một cách vô tội vạ, không có căn cứ, không có dựa trên cơ sở của nhân quả, không có dựa trên cơ sở của tam tướng. Từ cái chỗ đó là gì? Đời sau kiếp khác tiếp tục có cái miệng này nè để nói. Và khi mà có cái miệng thì tất yếu sẽ có cái tai để bị nghe người ta chửi lại, chê lại, người ta mắng nhiếc lại, người ta nói xấu lại. Còn mà mình khéo tác ý nè, mình khéo tác ý cái tốt đẹp, cái bắt đầu là gì? Tam bành lục tặc nó giảm đi, tham sân si nó giảm đi, giảm dần đến chỗ là gì? Mình không còn quyến luyến, không còn thích thú, không còn đắm nhiễm đối với cái miệng, đối với cái lỗ tai này nữa. Thành ra là gì? Đến một lúc nào đó, một kiếp nào đó, không còn cái miệng, không còn cái lỗ tai nữa, thì lúc đó không có bị người ta chê bai, không có bị người ta nói xấu, không người ta mắng nhiếc chửi rủa. Dạ, mắng nhiếc chửi rủa. Mình muốn được vậy thì phải làm sao? Đức Thế Tôn mà dạy là thát tha năng quý niết quê sì giá, đó là rèn luyện cái tâm này, trao dồi cái tâm này, rèn luyện cái tâm, trao dồi cái tâm là như thế nào? Quý vị nhớ ở trong bài kinh mà kinh trong kinh giải thoát giáo đó, Đức Thế Tôn ngài dạy đó là sát bà ba bá sát cả năng cú sả la sát và sam và đa sẽ chết tất ta lý vô đa và năng ê tăng bút thanh là sẽ năng năng là không làm các điều ác nè, làm các điều lành nè, cạo dồi tâm cho trong sạch. Không làm các điều ác là đã đành rồi nè, làm các điều lành đã đành rồi nè, nhưng mà phải trao dồi cái tâm này cho nó được trong sạch. Thì khi trao dồi cái tâm này cho nó được trong sạch đó, thì lúc đó mới dẫn đến cái chỗ gì, xin thú vị? Không làm ác mà cũng không phung, tức là không có tạo nghiệp ác đã đành rồi, mà cũng không có tạo nghiệp thiện luôn,
Thì lúc đó đó là sau khi thân hoại mạng chung mới không còn trở lại làm người nữa, trở lại hiện hữu nữa, trở lại hiện hữu nữa. Thì thành ra đó là ở đây mình hiểu giống như vậy đó, rèn luyện cái tâm nè, trao dồi cái tâm, tức là làm cho cái tâm của mình đó, càng ngày nó càng trong sạch hơn. Hoặc chúng ta có thể hiểu một cái nghĩa khác, đó là gì? Là củng cố cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình nó mạnh lên, nó chắc lên. Để chi à? Để cho dù đó ai mà có nói ngửa nói nghiêng đó, ai mà có vụ này, ai có phỉnh bày gì gì đó, mình cũng không có theo người ta. Tại sao không theo? Là vì các mình đã dựa trên cái cơ sở của sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, dựa trên cơ sở hiểu biết của tam tướng rất chặt, và mình sống theo như vậy. Thì từ chỗ đó, trí tuệ càng ngày tăng lên. Dạ, nó tăng trưởng lên. Cho nên nó là gì? Tất cả những cái gì mà mình biết này, tất cả những cái gì mà mình học này, và tất cả những cái gì mà mình học, ví dụ như là mình học hết tam tạng kinh điển, mình biết hết tam tạng kinh điển, mình ứng dụng hết tam tạng kinh điển này vào trong đời sống của mình. Nhưng mà cái biết, cái học, cái ứng dụng đó mà không hướng đến khiến cho mình càng ngày càng dễ dãi nè, không khiến cho mình đó càng ngày càng trở nên ly tham, không khiến cho mình đó ha càng ngày càng trở nên gì, xin thú vị, độc cư thanh tịnh đó, vân vân, thì cái biết, cái học, cái hành đó đó không có giá trị, không có lợi ích. Dạ, không có lợi ích. Giống như đó là gì, thì kheo Bồ Thí La trước khi mà gặp cái vị Sa Di 7 tuổi A La Hán đó, thì vị đó là một vị tỳ kheo lậu thông tam tạng pháp sư mà, biết thành rẽ về tất cả các lý thuyết hết. Nhưng mà là cái gì? Cái biết, cái hiểu của cái vị đó rồi không hướng đến ly tham, không hướng đến sự từ bỏ. Đó thì thành ra là gì? Trí tuệ phát sanh đến cho vị đó đó là trí phàm thôi. Chứ không có phải trí thánh. Thì trí phàm nó còn hạn hẹp, còn giới hạn. Mà phải phát triển làm cho trí thánh nó phát triển đó, ha, thì lúc đó mới rộng rãi và khiến cho người đó hết khổ được. Anh em chị bà con, chị Phật tử chúng ta cũng giống như chúng tôi, mình học được một pháp môn nào đó của Đức Phật, ráng cố gắng hiểu theo chiều rộng chiều sâu, rồi ứng dụng vào trong đời sống của mình, qua cái sự ứng dụng đó, đó mà khiến cho mình nè càng ngày càng trở nên dễ dãi hơn, càng ngày càng trở nên là gì, giảm bớt đi lòng thù hận nè, giảm bớt đi lòng tham lam, giảm bớt đi lòng si mê nè. Thì đó là cái sự thành công hay là thành tựu của mình trong việc học pháp và hành pháp. Ước mong tất cả chúng ta đều có được những cái thành tựu nhất định trong việc học pháp và hành pháp. Xin hết giờ rồi, phần ra thôi, xin kết thúc cái thời giảng pháp ở đây. Ta đều thành tựu được những cái gì thành tựu trong một ngày sớm. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, sa thủ, sa thủ. Chúng còn